xuống thì ít cà rô để nướng cho các cháu này nó ăn. Úi dầu kinh, úi trời ơi, úi rồi thế kia sao? Vâng, anh em tranh thủ nhá, làm xuống thì ít cà rô này. Cái giờ gáo, giờ gáo, giờ gáo. Xuống thì ít cà rô để nướng cho các cháu này nó ăn. Úi dầu kinh, úi trời ơi. Úi giời, thế kia sao? Úi giời ơi, cấp cứu kìa con ơi, cấp cứu con ơi. Con ơi. Kìa nhỉ, sao lại xúc gớm thế nhỉ? Vâng, giới thiệu mọi người như đây, cá rô bảo lộc đây này. Úi giời ơi. Con này phải cỡ hơn cân rồi. Con to lắm mình. Điều kiện ra ngoài đấy. Anh giới thiệu anh chân giới thiệu anh làm. Đấy. To nhỉ. Hai bốn con. Còn nữa. Còn nữa. Trung thu đến nơi này các em thích ăn cá rô, rô gì nhé, rô bảo lộc. Bảo lộc, bảo lộc. Đúng rồi. Ăn cái này trẻ em thì người ta, trẻ em các em cứ nghiện cái món cá chiên này cơ. Thì chó là không hâm mộ lắm. Thế là sao không giỏi? Cái này có đến 10 phút nữa. Không biết. Yeah, no, it's good to see you.